Xin chào các bạn, tiếp tục là một video đến từ Vật Vờ Studio. Dạo này lâu lắm không ngoi lên gặp các bạn, nên là nhiều bạn có nhớ chúng mình quá, đã đặt rất nhiều câu hỏi cho chúng mình. Và một trong số đó mình nhận được đó chính là: chọn điện thoại thì nên dựa vào cái gì? Đương nhiên là có rất nhiều yếu tố để các bạn lựa chọn một chiếc smartphone, cũng giống như là các bạn chọn bạn đời vậy, đúng không? Thì khi mà các bạn chọn smartphone ý, chúng ta cần phải quan tâm đến màn hình nó đẹp hay không này, quay phim độ phân giải tối đa là bao nhiêu, con chip nó là bao nhiêu, thiết kế nó có đẹp hay không. Tuy nhiên nhé, lại chỉ có duy nhất một cái nhóm đối tượng, một nhóm người dùng, họ chỉ quan tâm đến con chip thôi. Và chúng ta hay gọi vui vui những người này gọi là chip thủ đấy, có nghĩa là mua điện thoại dựa trên con chip. Vậy thì cái con chip ở đây nó là cái quái gì? Và liệu chúng ta có nên mua điện thoại chỉ dựa trên con chip hay không? Con chip nó có phải là cái thứ quyết định cuối cùng hay không? Thì hãy cùng với mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cần phải làm rõ với nhau, có thể nhiều bạn chưa biết, thì đó chính là chip là cái gì mà ông nào cũng chip. Có phải là chip để ăn không? Khổ quá, tôi đang định giải thích. Bạn ngồi im đấy. Chip hay nói đúng hơn nó là chipset. Đây là một cái bộ xử lý trung tâm, hay chúng ta còn viết tắt là CPU. Nó có nhiệm vụ là xử lý và điều khiển các thông tin trên một cái bo mạch bao gồm rất nhiều khối, thực hiện từng chức năng riêng biệt khác nhau. Nói thì có vẻ khó hiểu vậy thôi, nhưng mà các bạn cứ hiểu đơn giản cho mình là các bạn cứ tưởng tượng nhá, cái con chip đó nó giống như là một cái nhà máy làm việc vậy. Và cứ mỗi một cái khối nó sẽ đảm nhận một công việc. Cái này sẽ điều khiển cái máy ảnh này, cái này sẽ điều khiển là cái màn hình. Đó, nó chỉ có thế thôi. Và nếu như so sánh smartphone là một con người, thì con chip chính là bộ não của người đó. Mà anh ơi, cho em hỏi ngu cái, chứ màn hình thì cứ màn hình đẹp, camera thì nhiều chấm, xong rồi pin thì dung lượng cao rồi, chứ quan tâm đến chip làm cái gì nữa, kệ nó. Bạn có biết câu hỏi của bạn là một câu hỏi cực ngu không? Ngu ở đâu anh chỉ em mà. Tôi vừa nói rồi đấy các bạn. Bởi vì con chip nó sẽ tiết lộ chúng ta biết xem là cái khả năng hỗ trợ tối đa của nó trên thiết bị là bao nhiêu. Ví dụ nha, các bạn muốn có camera AI này, rồi là nhiếp ảnh điện toán này, công nghệ lõi này, rồi là các bạn thích chơi game mượt mà, tần số quét màn hình cao. Nhưng nếu như con chip của các bạn không hỗ trợ việc đó thì tất cả cũng bỏ vào sọt rác. Vậy nên là nếu như các bạn muốn biết xem là khả năng hỗ trợ trên điện thoại của mình tối đa đến đâu thì các bạn bắt buộc phải quan tâm đến con chip. Để cho mọi người dễ hình dung ý, thì ở đây mình đang có một chiếc Vivo V235G, bên trong nó đang là MediaTek Dimensity 920. Cái con chip này thì cũng không phải là quá mạnh nhưng cũng không phải là quá yếu, nó nằm ở giữa giữa ấy. Nên là mình nghĩ rằng là lấy ra làm ví dụ nó sẽ dễ hiểu hơn cho các bạn và nó cũng khá là công tâm. Thế thì khi mà mình truy cập vào cái trang chủ của MediaTek và search cái chữ Dimensity 920 thì họ có cho chúng ta tất cả những cái thông tin xem là con chip này được hỗ trợ những cái gì, từ những thứ vô cùng cơ bản. Ví dụ như là cái tần số quét màn hình 120Hz là tần số quét tối đa nó hỗ trợ này, rồi là quay phim 4K 30fps này, độ phân giải màn hình là 2520x1080 này, đó. Và đặc biệt là nó có cái băng thông mạng 5G. Như vậy, qua những thông số chúng ta vừa rà soát được thì MediaTek Dimensity 920 nó là một con chip khá ngon và đáp ứng được đa phần những cái tiêu chuẩn của những chiếc smartphone cận cao cấp và thậm chí là cả cao cấp ngày nay nữa. Ô, nhưng mà anh ơi, có nhiều cái điện thoại chip ngon lắm nhưng mà chúng nó cứ chê thôi. Thế là như nào? Ý bạn là chip thì xịn nhưng mà điện thoại thì cùi đúng không? Đúng anh ạ. Đây là lúc mà chúng ta cần phải lật ngược lại vấn đề đó các bạn. Để cho các bạn dễ hình dung thì mình có chuẩn bị ở đây sẵn sàng là hai chai nước. Đây. Cái này nó là Dimensity 920. Nó đang đựng được 350ml nước. Và đây là một cái số nước tương tự này, cũng là 350ml. Và như các bạn thấy thì cái chai này nó đã đầy rồi và nó rất dễ bị tràn ra ngoài. Còn cái chai này thì chưa. Có nghĩa là cái hiệu năng của con chip này là một phần nhá, nhưng mà các nhà sản xuất có tận dụng tối đa nó hay không thì lại là một câu chuyện khác. Điều này lý giải cho việc là tại sao mà cái con chip Dimensity 920 nó có hỗ trợ tần số quét màn hình tối đa là 120Hz. Tuy nhiên lên đến cái chiếc máy này thì nó lại chỉ là 90Hz mà thôi. Thì mình nghĩ rằng là Vivo họ đã có những cái cuộc khảo sát và họ cho thấy là mình thấu hiểu người dùng đến như thế nào. Bởi vì khách hàng trong phân khúc này họ chỉ cần dùng cái tần số quét như vậy đã là đủ rồi. Và thực tế là trong quá trình mình trải nghiệm 90Hz thì nó cũng cho mình những trải nghiệm mượt mà. Và có lẽ là mình cũng không cần đến những cái tần số quét nó cao hơn nữa. Chúng ta có 3 ống kính đằng sau với cái độ phân giải lớn nhất trên camera chính là 64MP. Đặc biệt là cái ống kính selfie kép của cái máy này có độ phân giải cực kỳ khủng long là 50MP. Riêng về ảnh selfie của máy thì mình đã đánh giá rất là cao, từ chi tiết cho đến màu sắc và cái cách mà máy xử lý HDR. Tất cả những hình ảnh mà các bạn muốn chụp được đẹp này, rồi là các bạn sử dụng bộ lọc màu, các bạn dùng filter này, hoặc là các bạn dùng đèn flash, căn chỉnh hình ảnh như thế nào thì đều cần phải có AI hỗ trợ. Mà để AI hoạt động được thì đương nhiên là con chip cần phải xử lý những cái đó.
Gộp lại tất cả những cái phần này thì chúng ta đều cần một con chip đủ mạnh để xử lý. Vì thế cắt giảm phần này để đắp vào phần kia, làm sao cho ra một cái chiếc điện thoại ưng ý nhất với cái ý đồ của nhà sản xuất, nó là điều vô cùng quan trọng. Ôi, cháu nói đúng đấy, ông là chip thú 80 năm rồi. Lúc nào chip cũng phải là đi đầu, chip phải là mạnh nhất thì điện thoại nó mới mạnh được. Màn hình ấy không quan trọng đâu. Cái gì đấy? Đây là lúc mà chúng ta cần phải nói với nhau xem là con chip nó có phải là yếu tố duy nhất để chúng ta quyết định mua một chiếc smartphone hay không. Trong cái tầm giá này thì chúng ta sẽ có một cái đối thủ khác đến từ nhà Qualcomm là cũng khá là xem với Dimensity 920, đó là Snapdragon 778. Qua website so sánh mình có tìm được thì con chip của MediaTek cho tốc độ xử lý đồ họa nhỉnh hơn so với Snapdragon 778G. Về khả năng chơi game thì MediaTek Dimensity 920 nó cũng làm rất là tốt với các tựa game cơ bản hiện tại. Đặc biệt là con chip này trong mức nhiệt độ rất tốt, chưa đến 38 độ C sau một tiếng chơi game. Bên cạnh đó thì chúng ta có những yếu tố khác. Cái điện thoại này thì có một thiết kế vô cùng đẹp. Cái màu sắc của nó, đặc biệt là cái màu mà Sunshine Gold ấy, mình đã làm trong cái bài đánh giá chi tiết rồi. Bạn nào thích có thể xem lại, nó quá đẹp, quá nổi bật. Còn để nói về việc là cái mức giá của cái sản phẩm này cũng như là cả những chiếc máy khác nó có phù hợp hay không thì nó còn tùy theo nhu cầu của các bạn. Nếu như các bạn là một người mà thích chơi game thì có lẽ là MediaTek Dimensity 920 nó không phải là một sự lựa chọn quá tối ưu. Nhưng nếu như các bạn là một người mà thích chụp ảnh và đặc biệt là chụp ảnh selfie nhá, thì rõ ràng là cái máy này là một sự lựa chọn rất ngon đấy chứ. Bên cạnh đó, trong quá trình mình trải nghiệm thì Vivo V23 5G nó vẫn mang lại những cái thứ rất là tốt. Mặc dù là nó có sự khựng lác nha, không phải là không có. Ví dụ như là mình có bật đâu đó khoảng trên dưới 10 cái tab, mình load lại thì nó sẽ khựng lác một tí. Hoặc là mình reset máy lại thì nó cũng sẽ xảy ra cái tình trạng khựng lác này. Tuy nhiên nó không quá đáng kể. Và có một cái ưu điểm nữa là cái máy này đang chạy Fantouch OS. Mình có trải nghiệm thì thấy là cái phản hồi của các app ấy rất là ngon. Và nó chưa xảy ra các lỗi vặt. Như thế là rất là ổn với một cái chiếc máy mà giá tiền như thế này rồi. Có thể tổng kết lại trong video ngày hôm nay như sau. Con chip nó giống như tiền vậy, nó không phải là tất cả, nhưng mà thiếu thì vạn lần khó sống các bạn ạ. Vì nó tiết lộ cho chúng ta tất cả những cái thứ mà nó hỗ trợ trên cái điện thoại. Các bạn muốn có những chức năng xịn thì chip các bạn phải gánh được. Tuy nhiên, ngoài con chip ra thì có rất nhiều những yếu tố khác về ngoại hình của máy này, về màn hình này, về loa này, về khả năng quay phim chụp hình, thì nó cũng quyết định đến cái việc là các bạn có nên mua một cái sản phẩm điện thoại hay không. Không có một chiếc smartphone nào là hoàn hảo cả. Muốn chọn ra một cái sản phẩm tốt thì hãy cân chỉnh dựa trên cái mức độ chi tiêu của các bạn cũng như là cái nhu cầu. Các bạn thích điện thoại chụp hình đẹp này, quay phim tốt hay là thích chơi game thì có thể cân chỉnh tất cả những yếu tố đó để cuối cùng đưa ra là cái sự lựa chọn hợp lý nhất. Và hy vọng là video ngày hôm nay đã cung cấp cho các bạn những kiến thức cần thiết để các bạn có thể lựa chọn điện thoại tốt hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Nhớ like, share và subscribe Vật Vờ Suo nhé. À quên, chúng mình có luôn cả một cái group Telegram để chúng ta trao đổi các thông tin về công nghệ mới nhất đấy. Các bạn thích thì có thể join cái group đó ở cái link mô tả phía bên dưới phần comment.